Vâng, xin chào các bạn. Nhưng mà bây giờ là mình đang đứng ở tại cổng tỉnh Quảng Ninh. Thì cổng tỉnh này được làm trên một cái diện tích là 75.000 m2 và được thiết kế bằng chất liệu thép nha các bạn nhé. Thì bên cạnh đó là nó có 8 cái cột chính và cái chiều cao của nó là tầm 38-40 m chiều cao. Thì bên cạnh cái cổng tỉnh này thì nó gồm có những cái trạm dừng nghỉ Quảng Ninh và khu du lịch các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ đi vào trong khu du lịch Quảng Ninh Gate. Thì bên trong khu du lịch Quảng Ninh Gate nó có những cái gì, trò chơi như thế nào, thú vị hay không, thì bây giờ xin mời các bạn đi theo hai anh em tôi vào trong khu du lịch để chúng ta trải nghiệm. Xin mời các bạn. Nắng nhỉ anh ạ? Nóng quá rồi các bạn ạ. Được cái là sắp đến chỗ cổng khu du lịch rồi đây các bạn này. Đấy. Mình hiện tại giờ là mình cũng đang thấy là có một số người cũng đang khá là cũng đi vào khu vui chơi này để chơi đây. Nhưng mà hôm nay hơi nắng. Bác vào đây chưa bao giờ như đấy? Chưa. Ui, trẻ. Chưa. Ui. Ồ, các bạn ơi. Người ta trước mắt mình bây giờ là đang đứng ở cổng Quảng Ninh Gate rồi đây các bạn nhé. Và hiện tại bây giờ là mình đang nhìn thấy là rất là đông người đang đứng chờ ấy các bạn kìa. Đấy. Thì theo như mình biết ấy, thì khả năng là đây là mọi người đang đứng chờ để mua vé. Và bây giờ anh em chúng tôi cũng đi vào đây để đứng xếp hàng mua vé rồi chúng ta vào trong đó trải nghiệm các trò chơi trong này nhé. Vâng. Bây giờ mình mới đến chỗ phòng vé, nhưng mà tình hình là hơi bị đông. Rồi, bây giờ để mình sẽ vào mình mua vé rồi là hai anh em chúng ta vào chơi nha. Yeah. Phải xếp hàng đấy. Ấy. Đông quá. Vẫn chưa đến lần mình đâu ạ. Chờ một chút xíu ạ. Đi. Bây giờ mới đến lần. Chờ tí. Chị cho em hai vé. Bao nhiêu tiền một vé hả chị? 50.000 À, ở trong này thì chị ơi. Chị ơi, mình mua vé trong này vào thì là mình cứ đến mình chơi luôn nhỉ? Thế ở trong đấy có phải mua vé chơi gì nữa không hả chị? Cái gì ạ? À vậy ạ. Vâng. Thế là 50.000 một vé rồi không chị? Ok, em gửi chị. Cảm ơn chị nhé. Ui, sau một hồi bon chen này mình mới được hai vé rồi các bạn ạ. À. Ở đây mà vé người ta làm rất là cẩn thận nhá, bằng hẳn các cứng luôn. Rồi bây giờ anh em chúng ta đi vào trong này thôi. Ồ, vậy là đã qua được cổng rồi các bạn ạ. Bây giờ là trước mắt mình thì hiện tại bây giờ là chỉ đang thấy có mấy cái nhà lợp bằng lá cọ à, lá gì ấy à? Anh vừa rồi anh mua vé hỏi thì người bán vé nói sao? Mình mua vé vào đây là chơi các trò chơi hay như nào? Chơi các trò chơi chỉ có xuống 18 tầng địa ngục mới lại vào vòng ảnh 3D ấy, thì mới lại phải mua vé tiếp thôi. Đấy, còn đâu các trò khác là cứ chơi thoải mái. À, đấy. Vé thoải mái à? Rồi. Thế lại có cái cả cái 18 tầng địa ngục cơ à? Thì không biết là cái gì nhỉ, hay tí nữa là anh em mình cũng vào đấy nhá. Nhá. Thử nhờ tí vào thử xem nào đúng không? Đã đến đây người ta phải trải nghiệm cho bằng hết thì thôi. Ờ, okay. Đây. Ồ. Các bạn ơi. Tại giờ là trước mắt mình đang có một cái biển là như là lối vào công viên nước. Và một cái biển là ẩm thực chợ quê cuối tuần. Đấy. Thế bây giờ là anh em mình đi vào công viên nước trước hay là như nào nhỉ? Chắc chắn là công viên nước rồi. Rồi, thế bây giờ nóng như thế này. Rồi, thế vậy thì anh em chúng tôi sẽ vào công viên nước trước nha các bạn nhá. Được rồi. Bạn ơi,
Đây là vào trong công viên nước với lại cái gì ấy? Vào trong khu du lịch luôn này ạ. Anh vào tham quan khu du lịch và đi vào công viên nước thì mình có ở trong này có những cái trò gì ạ? Dạ, ở trong thì bao gồm mô hình làng quê, anh tham quan cho cụm hình ảnh đó là cổng làng Tây Đa giếng nước ao làng. Ngoài ra thì còn có nhà đồng bằng một tầng hai tầng, nhà dạng và nhà sàn. Ở phía trong thì còn có dịch vụ ngoài vé cổng của mình đó là bảo tàng tranh 3D và 18 tầng địa ngục anh nhá. À cái đấy là mình phải mua vé đây đúng không? Cái đấy thì mình mua vé riêng. Thế còn bên ngoài những cái trò chơi là bên ngoài trò chơi thì anh cũng đi lối bên trong này thì mình đi đến cái ngã ba kia mình sẽ tay phải. Tay phải thì anh sẽ thấy khu đi chơi luôn. À đây à. Nói chung anh cứ đi lối bên trong này. Cảm ơn em nhé. Đây là cổng làng này các bạn này, và đây là phiên chợ quê đây này, đấy đây phiên chợ quê đây nhá. Có mười ba, cái bánh này là bánh đúc rồi em, bán như thế nào em? 30.000 À, bán theo cân à? Đúng là bánh đúc siêu to khổng lồ các bạn ạ. Từ bé giờ hôm nay mới nhìn thấy cái bánh đúc to đùng như thế này đây. Lần đầu tiên trong đời bánh đúc siêu to khổng lồ chỉ có thương hiệu Hoàng Minh Hết thôi ạ. Chỉ có ở mình có thôi á? Vâng ạ. Thế nên anh kia một chỗ thứ hai thì sao? Anh kia chỗ thứ hai thì em bán cả anh cho em. Ô thế á, tôi chết rồi, cố định bán cả mình cho cô ấy. Ôi trời, tôi đổi anh đi vào đây anh chơi đã, thì quay ra anh mua. Vâng, anh tí nhớ ra mua hỏi em. Cảm ơn em nhé. Vịt quay. Đây vịt quay à anh? Quay. Ê vịt quay này mình bán như nào ấy? Bên là gà. À gà. Gà nướng. Bán theo con hay bán theo cân hay kiểu gì? Theo con này. 250 con. 250 một con. Cảm ơn các vị quý khách. À rồi. Thì nữa anh em mình phải làm một con để về thưởng thức. Gia đình và mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. À bên này nữa. Ô đây có bán lợn đây này. Long có mua con về nuôi không? Lợn này nuôi không tốn gì cả. Anh em mình nhờ vào bên trong thôi. Các bạn, anh nhá, anh chở đoàn anh đi mà. Lăn đi chờ. Ô, các bạn, trước mắt mình như là một cái khu vui chơi. Theo như mình nhìn thấy thì có vẻ là nó rất chi là đa dạng nha các bạn nhé. Đấy, có rất nhiều này. Ô, đây đầm sen này các bạn này. Đấy, uầy, đầm sen đẹp chưa? Đấy, tất cả mọi người là đang chụp ảnh trên đầm sen này các bạn này. Và đây là bên cạnh dưới đầm sen này nhá, cũng có những cái hình ảnh tái hiện như kiểu là cái người nông dân ấy, người ta đang thu hoạch sen đấy chưa. Và cả như bên này nữa này, nông dân là đang đi cày đây các bạn này. Bên này quay ra đây, quay ra đây rồi. À, con ngồi ra đấy. Thôi rồi, đứng như kia qua ra. Em thấy như bên kia à? Đúng rồi đấy, công viên nước đúng không? Công viên nước bên đấy đúng không? Đúng rồi. Anh em mình sang đây chơi đi. Rồi. Anh ấy lóng lắm rồi. Anh em sang đây đi. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sang bên kia trải nghiệm trò chơi thôi. Rồi. Thưa các bạn, trước mắt mình bây giờ là đang là công viên nước đây các bạn này. Ồ, đúng là mùa hè đó ha. Rất là nhiều người đến công viên nước, rất là đông. Đấy, và bây giờ là chúng mình là một bên này là phao bơi này, cầu trượt, và bên này là bể bơi. Tôi chết rồi anh ơi. Dạ. Chết rồi, chết đang rồi. Rất là nóng. Chết rồi. Tôi có quần. Quần mua quần ở đâu? Ồ đấy. Chị ơi, chị em hỏi cái người ta bán cái bộ quần áo mà để bơi bổng này ở đâu ấy? Ở bên có. Chị ơi, trong này. À trong này có ạ.
Vâng. Ấy, hay quá, ở đây bán đúng không bạn ạ? Ê. Ô. Oh. Đây rồi, các bạn ơi. Ở đây là nơi gửi đồ, bán và cho thuê đồ bơi nữa. Đấy, thế tức là chưa chắc là mình cũng không cần phải mua đâu. Ồ, oh, đây rồi. Đây là khu bán và cho thuê đồ đây các bạn này. Để mình vào mình hỏi xem nhé. Chị ơi, đi ra ngoài đấy. Chị ơi, ở đây là mình cho thuê cả đồ đúng không? Vâng, em cả cho thuê cả đồ cả bán ạ. Thế thuê thì như nào hả chị? Thuê thì là 30.000 một chiếc quần bãi để gọn vào đây của cháu ấy. Chúc em ngồi chơi, thắng với ai vào với em một lúc đông. Lúc chị ngồi chơi chị trả bảo em. Đây là giá. Hai quần thôi. Vâng. Bọn trẻ mãi được hai cái quần. Từ đầu đến giờ. Như kiểu là cái thời bao cấp ngày xưa ấy nhỉ. Yeah. Sao chị không kiếm một người nữa làm nữa phải nhà đâu. Em muốn bay nữa đâu. Là chị đi. Anh có cái bao điện thoại đây. Bên này nó không dành cho mình đúng không? Cô ấy cũng thiếu nhi rồi. Anh em sang bên kia đây. Đây là mình sang bên người lớn hả? Đây là khu tạo sóng và cảm giác sóng nhở. Đây em vào thử xem nó như nào nhở. Sóng đánh mạnh quá luôn. Ấy, như kiểu ngoài biển nhở. Không mạnh bằng ở sân vua. Không mạnh sân vua à? Sân vua mạnh hơn nhiều. À. Vua mạnh lắm, vua có đầu luôn. Chùm đầu luôn. À đó. Ôi, bây giờ mình đi lên trên kia chợ bán đi. Đi chơi bán anh ơi. Tụt đâu mà tụt, anh nói đùa à? Đây anh em mình đi lên trên này trượt máng đây. Bây giờ mình đi trượt. Thưa bạn, bây giờ là anh em tôi là đang đứng ở trên chỗ này để chuẩn bị là chúng tôi sẽ tham dự cái trò chơi trượt máng này. Đấy, để xem cái cảm giác nó như thế nào nhá. Bây giờ nó có 1 đường và 2 đường, ống và 1 đường ngoài này. À đây, cả một đường này nữa là 3. Còn đường này thì chắc là không có. Bây giờ chắc không được trượt rồi. Chỉ được 2 đường này thôi. Đấy. Rồi, cứ làm chú trượt đường nào? Trước. Chơi đường này đây nhá. Rồi, bây giờ chú trượt trước nhá. Là mình vừa trượt rồi. À, bây giờ để cho ông cô em Long ông ấy trượt cái ống này nhá. Đấy, các bạn chờ một tí nhá. Rồi, đợi một chút xíu rồi. Ô. Trời, cảm giác nó sợ lắm các bạn. Sợ nhưng mà nó xuống. Đấy, nhất là cái đoạn bắt đầu nó trên cao nó rơi, bắt đầu khi mà nó rơi từ cái chân cao cái xuống kìa. Đấy các bạn thấy không? Nó cảm giác như kiểu là mình rơi từ trên không xuống ấy. Nó hững hụt. Ôi, cái cảm giác nói chung là nó khó tả, nó sướng lắm, nó bông không kiểu gì ấy. Đấy, có một chị gái này, đấy, vừa trượt xuống. Ô, một bé gái nữa. Cú Long nhà mình đâu mà tao lâu thế nhỉ? Như đây sao ấy các bạn ạ? À, vẫn không phải. Đấy.
đấy nữa nào. Ờ. Có chứa không? Chứa lắm mày ạ. Sao không chờ kia ống này? Chúng ta phải dùng cảm giác cầu ấy đã chứ. Ờ. Bây giờ tí nào về làm văn nữa đi. Cứ chờ quả này đi. Rồi, ống này á. Cái ống này này. Mình bắt đầu chưa cho các bạn nhá. Nào, 1, 2, 3. Nó không làm gì vậy? Anh cậu em tin được con. Anh chờ cho nó có chạy không? Ghê lắm. Này, vừa đi bay ngàn trượt đấy. Cảm giác nào? Ủa lo đó. Ủa đỏ lên rồi xưa. Ủa lên đi. Chưa trong ống cảm giác thế nào? Cảm giác nào? Tối chậm hơn chưa? Chậm hơn. Nhưng mà nói chung cảm giác nó không được nặng bằng thế này. Nhưng mà cũng vẫn sướng lắm. Lại có một bác nữa đang chuẩn bị trở lại các bạn lại. Rồi, bây giờ đang đợi ông em Cù Long ông ấy trượt xuống này các bạn này. Rồi, các bạn chờ một tí nhá. Đây là Long tôi sẽ trượt vào cái ống này. Vừa nãy là trượt trên cái máng kia rồi. Và bây giờ trượt vào cái ống này. Chờ một tí thôi. Đây rồi, sắp ra nơi rồi này. Đây, 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 đây. Oh, đâu, 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 bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Đây rồi, đây rồi. Sao? Cảm giác. Thảo nào. Thảo nào mà hô to đấy. Anh ơi, chơi này mà không hô là không thích đâu, phải hô đâu mới chướng cơ. Vừa lại thả nào mà anh không hô. Anh ơi, mình rồi. Anh ơi, chơi nữa đi. Rồi, các bạn ạ, như vậy là anh em chúng tôi là mỗi người đều trượt ở đây là một hai lần rồi. Thôi bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ đi sang bên kia xem còn cái trò gì khác nữa nha các bạn nhé. Đây là bể bơi. Các bạn là anh em mình vừa mới chơi ở công viên nước xong, bây giờ thay quần áo xong rồi thì bây giờ anh em lại tiếp tục đi sang bên kia để xem còn cái trò gì khác nữa không, thì anh em tôi lại tiếp tục trải nghiệm tiếp. Xin mời các bạn nhé. Đây này, đây cậu tình yêu này anh này. À, cậu tình yêu. Không, nhưng mà mình có vợ rồi thì có được gọi là tình yêu đâu. Cậu tình yêu thì để cho đôi lứa này yêu nhau anh. Chào đến con trâu rồi, em chú cho kiểu này. Chào đến trâu em chú cho kiểu này. Cái này không được chào đâu. Đây anh em vào khu cảm giác mạnh đi, xem nó trò chơi nào đi. Đó. Trong này à? Ừ vâng, trong đấy em đọc ở đây thì em đọc ở đây em thấy là số 35 này là khu trò chơi cảm giác mạnh này. Đi, anh em mình đến khu 35 này đi. Số 35 nhỉ? Cảm giác mạnh. Đi. Ok. Đây là cái nhà múa rối nước đây các bạn này.
mình thử đi vào trong này xem là như thế nào các bạn nhé. Đường đường này chứ. Này. Đây dụng cụ ấy các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Dụng cụ múa dưới nước đấy. Các bạn nhưng mà tiếc rằng là hôm nay thì nhà chúng tôi lại không được xem cái màn múa dưới nước. Nên là rất là tiếc mà không biết làm sao. Bây giờ anh em chúng ta lại đi di chuyển ra ngoài này xem là có gì không. Tôi cảm giác mạnh chỗ nào nhỉ? Trong này chỉ có mỗi múa dưới nước thôi. Hình ảnh tắt nước này đẹp không này? Ừ, anh em đi hỏi xem khu ấy ở đâu đi. Hay là bên này? Đâu? Bây giờ? Hả? Ờ, khả năng đấy nhở? Yeah. Thế vậy thì mình phải đi xuyên vào kia đúng không? Rồi mình thử vào đấy đi. Xem có phải không? Đây này, đây trò chơi cảm giác mạnh đây. Cái này như kiểu là cái máng trượt đấy, mà như kiểu là hôm anh em mình đi ở săn cua đấy, nhỉ? Nhưng mà sao em thấy cỏ nó màu um tùm này? Dạ, đây là tàu, đúng rồi, đây là tàu. Đây là cỏ màu um tùm luôn. Đấy, nhưng mà chắc là khả năng cái tàu này nó không chơi nữa rồi. Hay là do đập vừa rồi đó có cái đợt dịch Covid tham gia là người ta chưa ấy nhỉ? Chắc là vậy. Đây cái tàu đây. Tàu này tàu trượt. Đúng rồi. Đây là cảm giác mạnh. Không, bây giờ không được chơi thì anh em mình lại di chuyển ra ngoài thôi. Để đi tìm xem còn cái trò gì khác nữa không. Các bạn, nhưng mà mình bây giờ đang nhìn thấy một cái ngôi nhà rất là xanh. Đấy, giờ chúng ta thử vào trong này tham quan một chút nhé. Bàn bước đúng kiểu ngày xưa đây. Đây là bếp này. Cái này là cối xay đúng không? Cối xay lúa ngày xưa. Cối xay lúa ngày xưa đây đúng không? Đây. Đây có ban thờ đang thờ ảnh Bác Hồ. Đây, đúng kiểu phòng gian ngày xưa đấy. Phòng ngày xưa đấy. Cái này đắp bằng đất à? Cái này á? Ừ. Cái này là người ta chát bằng vách. Vách nhưng mà cốt là cốt vách nhưng mà đất đấy chứ hả? Đất là rơm. Người ta quện vào với nhau không bắt đầu là người ta chát. Đây có phải chương trình văn nghệ đây các bạn này. Thưởng thức âm nhạc. Bọn họ. Các bạn cùng với anh em tôi. Vâng ạ, tất cả quý vị chúng ta hãy dành cho chị một tràng pháo tay thật lớn với làn điệu dân ca đậm tên gửi về con họ. Cầu tình yêu rất là đẹp để cho mọi người nói chung là
săn được những cái bức ảnh đẹp cho mình. Thì các bạn thấy nó có ý nghĩa và vui không? Nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, đừng quên like và chia sẻ, đăng ký kênh để được nhận những cái video mới nhất từ anh em chúng tôi nhé. Và bây giờ xin chào các bạn nhé.